xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sao chép bài viết trên Facebook. Để sao chép bài viết trên Facebook thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ mở Facebook lên. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ tìm tới bài viết mà chúng ta muốn sao chép. Giả sử như đây, tôi thấy có bài viết này hay. Bây giờ tôi muốn là copy cái bài viết này để gửi cho bạn bè của tôi. Thì để copy bài viết trên Facebook á, thì chúng ta sẽ có hai cách sau đây. Cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ rơi chuột vào thời gian của bài viết này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào và chọn vào sao chép địa chỉ liên kết. Rồi tiếp theo các bạn có thể là qua Zalo hoặc là Messenger để chúng ta tiến hành là gửi đường link. Giả sử như đây, tôi muốn là gửi đường link cho bạn bè của tôi để họ có thể là đọc được bài viết này. Đó, thì tôi sẽ bấm từ phím Ctrl V này. Rồi bạn của tôi sau khi nhận được đường link này á, sẽ mở ra, thì nó sẽ ra nội dung của bài viết, hoặc là ở đây, tôi sẽ tạo ra một tab mới để tôi kiểm tra, tôi dán đường lên, bấm enter, thì lúc này á, nó cũng ra nội dung của bài viết, đây là cách đầu tiên và cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm vào thời gian của bài viết này, bấm chuột vào, thì lúc này á, nó sẽ vào nội dung của bài viết. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ copy đường link URL. Bấm tập phím Ctrl C hoặc là bấm phải chuột vào và chọn vào sao chép. Đó, các bạn có thể là lên Messenger hoặc là Zalo hoặc là Gmail để chúng ta tiến hành là gửi đường link mà chúng ta vừa sao chép. Đó giả sử như đây, tôi sẽ kiểm tra là bài viết của tôi đã sao chép thành công hay chưa. Bằng cách là tôi sẽ tạo ra một tab mới, dán đường link ra. Đó. Thì nó sẽ ra nội dung bài viết. Các thấy không? Rất là đơn giản đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sáng chế bài viết trên facebook nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi